Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của Doanh Audio. Ở trong video này thì em có một cái âm ly đàn ông hàng xuất điện 220V và hai cái loa center của Anh Quốc CLS tiền. Anh loa center với hai bát và một jack. Đây cũng vậy, center này. Center này thì loa bát to hơn, kích thước thùng cũng to hơn, còn dưới này thì kích thước nhỏ hơn. Và giá thành thì cũng rất là rẻ thôi. Đấy, hôm nay loa Anh Quốc, loa Anh thôi, loa châu Âu chứ không phải loa loa Nhật đâu. Đấy. Select tiền. Thì ở đây thì phía dưới này là hai chiếc bát đường kính 11 cm. Đấy, 11 cm. Còn đây ở trên loa trên này thì đường kính loa là 13 cm, nó to hơn, là 11, cái kia 13. Đấy. Củ loa thì các bác nhìn này, đấy, cái dòng Select tiền loa Anh này, củ thì cực kỳ gấu luôn, đấy, to bằng mặt. Xong rồi check thì check dôm, xong rồi có cả phân tần phía trong nữa, có cả bông tiêu âm các thứ, đấy. Đấy, dòng loa cực kỳ chất luôn, hai bát thật các bác nhé, đấy, chứ không phải cộng hưởng. Thì bây giờ em sẽ lắp vào, rồi em test chất âm cho các bác. Với cái loa Session này thì cái đường kính loa, xin lỗi, chiều ngang của loa là 33 cm, chiều cao là 13, còn chiều sâu gọi là 14 cm. Đấy. Thì bây giờ em sẽ lắp vào, em lật cái phía cái công suất phía trở kháng phía sau loa cho các bác xem. Đấy. Với cái loa Center Selection này thì ở đây nó ghi thông số là chắc là giáp bắp chuối nha các bác. Đấy. Loa Center trở kháng là 6 ohm với cái âm ly từ công suất từ 10 đến 75W và 89 decibel. 89 decibel. Đây là chất âm của cái center này. Đấy. Chiều nay anh về phố nhỏ, hẹn tôi đón anh. Anh viết trong thư, chờ anh em nhé, chuyến tàu cuối ngày. Tôi đến sân ga, trời chiều lộng gió. Bác có thể cảm nhận được cái center nó cho cái giải chất âm cực kỳ trung thực và rõ nét nha các bác. Đấy. Tượng, ui, mẹ tuột dây loa. Nó cứ em đẩy xuống dưới thì nó lại bị cong mất. Đấy, chất âm thì tiếng rất trong trẻo, trong vắt luôn. Senetizen loa Anh Quốc. Đấy. Giá chỉ có 1,2 triệu được các bác nhá. Giá rất rẻ rồi, 1.200.000 đồng không bao ship. Center của anh, hai bát thật và một check dôm. Phân tần bên trong đầy đủ hết. Đấy, căng vẻ đẹp long lanh đầy đủ hết. Loa đều đẹp hết các bác nhá. Đấy, giá 1,2 triệu không bao gồm phí ship. Cước cái loa này thì cũng rất rẻ thôi, giá này em đã giá bán rất rẻ rồi, 1.200.000 đồng một cái center của Anh Quốc. Đấy. Còn cái center này đây thì trông nó khủng bố hơn. Đấy. Các bác nhìn thấy center này, 8 ohm này, 10 đến 100W này, made in Đan Mạch này. Đấy. 90 decibel này. Đấy. Trông này nó khủng hơn, nhìn trông nó hầm hố hơn. Cái này rẻ hơn, chỉ có 1,2 triệu, còn cái trên là 1,8 triệu. Thì em cũng test luôn chất âm cho các bác. Dán nó toàn bong, em lấy dây loa test cho đâm luôn. Với cái dòng Senetition này của anh này thì cái lỗ thất cũng rất là gấu rồi. Đây. Về trên lối xưa, mưa đã thôi bay, trời sầm sập tối như hồn tôi đây. Chim bay tìm về tổ ấm, sưng rức gọi tàu chuyến bến sân ga, lẻ loi trên trời vì sao đêm sớm vun vút trời mây. Đấy, tiếng cực kỳ sáng luôn. Và cái dòng loa Session này thì
hai cái thì đều cấu hình, tức là đây là màng, là màng giấy này, gân cao su zin theo loa cho các bác đấy, gân cao su zin và màng giấy. Loa thì em cam kết zin trên bãi 100% cho các bác, chưa đồng chạm sửa chữa gì cả, em chỉ tháo ra xem cho các bác xem. Đây cái này thì cũng thế, cũng màng giấy, gân cao su zin theo loa, chất âm rất trung thực, lỗ thông hơi phía trước còn kiểu như thế. Kích thước của cái này thì chiều ngang 42 cm, các bác có thể em thấy để bằng gần bằng cái ly này. Đấy. Chiều cao 16 và chiều sâu 36 cm, giá em để cho các bác 1.800.000 đồng. Thế càng đẹp đầy đủ, made in Đan Mạch. Đấy. Chất âm thì trong sáng đẹp, rồi các thứ rẻ, rẻ quan trọng là rẻ, mà thương hiệu thì của loạt thương hiệu Anh rồi, lắp ráp ở Đan Mạch các bác nhé. Đấy. Giá 1.800.000 không bao ship, đây càng đẹp nó mạnh đầy đủ. Đấy, rất là rẻ rồi. Những cái loa center này các bác ghép thêm vào những cái dàn âm thanh xem phim nghe nhạc nhà mình đều rất là ok. Tiếp đến em sẽ giới thiệu game đi đời lông xuất châu Âu này với cái giá thành cũng rất là rẻ, 1.200.000 đồng thôi. Game đi đời lông AVR1404. Đấy, mặt của nó là màu mặt lông chuột. Kích thước của mi là chiều ngang 43,5, chiều cao 15 và chiều sâu 40, giá 2.200.000 đồng. Giá trên đã bao gồm cả đây cái điều khiển nữa các bác. Đấy. Điều khiển. Âm ly thì về hình thức còn rất đẹp, cũng còn đẹp, rất đẹp các bác. Đấy. Đây là dòng âm ly 5 kênh stereo với cái chế độ đánh 5 loa và đánh 10 sò. Một cái nguồn lớn này. Dòng này sẽ đánh 10 sò Saken 1 vít. Các bác có thể nhìn thấy dãy sò. Máy móc thì cam kết là nguyên zin chất bãi, sạch sẽ, đẹp tụ cho chính đờ lông, của đờ lông luôn các bác. Đấy. Ở đây sẽ có 5 đường loa, 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, 5 đường loa ra, đánh chế độ on stereo hết, 5 kênh stereo. Đấy. Đây em sẽ test luôn 5 đường loa ra. Đây có độ A và có độ B, với trở kháng đánh từ tèo từ 6 ohm trở lên hết các bác, 6 ohm trở lên. Đấy, tất cả các loa đều hoạt động ok. Còn về thông số của âm ly đờ lông AVR1404, điện 230V, công suất là 220W. Đấy, và dòng này thì được lắp ráp tại Trung Quốc. Đấy. Với cái đờ lông là cái thương hiệu của Nhật rồi, made in China, nhiều bác rất dễ nghĩ về cái chữ China này. Đây chỉ là cái nơi đặt nhà máy và họ lắp ráp. Đấy, những cái model, rất nhiều model họ lắp ráp tại Trung Quốc, mà không phải những đờ lông đâu, rất nhiều các cái thương hiệu khác, mà rằng Park Moncadon, Victor, các thứ, Pioneer, Yamaha, nhiều thứ, đã rất nhiều các hãng được lắp ráp, đặt nhà máy tại Trung Quốc, nhưng mà âm ly này nó sẽ xuất sang cái thị trường châu Âu, nó sử dụng điện 230V cho các bác. Đấy. Vẫn tiêu chuẩn của Nhật. Đấy. Đây các nước châu Âu nó sử dụng cơ. Đấy. Châu Âu nó sử dụng chứ Việt Nam mình thì làm gì có đâu. Việt Nam mình các bác nhìn đây làm gì nó có bán full box mới tinh đập hộp bán chính hãng tại Việt Nam đâu. Tại vì sao? Thì vì giá mới của cái này nó đắt lắm các bác ạ. Nó không rẻ đâu. Về Việt Nam mình giờ hàng bãi thì nó mới rẻ như thế này thôi. Đấy, ở đây có duy nhất một cổng giải mã quang này. Cổng CD này, cổng VDP, rất nhiều cổng analog kết nối thiết bị bên ngoài này. Với cái hàng châu Âu này thì khả năng FM thì vẫn là bắt tốt. Để em test cái FM luôn. Đây, tu lơ đi rồi. Thôi chẳng cần phải cho dây dài làm gì cả, sờ vào thôi cũng đã gọi là bắt nét rồi này. Đấy. Âm đi có tích hợp cả sẵn đài FM luôn cho các bác. Đấy. Hàng châu Âu nó có sẵn đài. Đấy. Của Nhật nó chỉ đến tần số 90 thôi, không có tần số của Việt Nam cơ. Đấy. Âm đi thì đây có cầu A cầu B rồi. Đấy. Ở đây chế độ 5 kênh stereo, các bác bật chế độ lên hoặc chế độ stereo hoặc chế độ 2 kênh thông thường. Đây là chế độ 5 kênh đánh 5 loa. Đấy. Ở đây là khu vực chỉnh tuner FM này.
trên khiển cũng đều được hết này, có tuner này, có chỉnh tuning đây. Ở đây chỉnh bát tông, bát control là bát check này, bát check cộng trừ 10 này. Đấy. Đây volume tổng. Khi hoàng hôn phá giấc xuân muộn về trên môi với game đi đà lông 1404 này giá chỉ có 2.200.000 đồng, phụ kiện em tặng cho các bạn được điều khiển được các bạn nhé, giá rất rẻ rồi. Các bạn mua hàng liên hệ cho em qua số điện thoại 0961 2255. Chân thành cảm ơn các bạn xem video, xin chào và hẹn gặp lại.